cây phôi hết cô chú anh chị, phôi hình thú nha, phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Cái này mai vàng nè, thú có chân rõ nét cho mình luôn ha. Cái này hoành 23 cô chú, cái đường eo của nó nha, cái đường eo là em đo được nó là 21 nha cả nhà ơi. Thú à, đây cô chú mình ơi nè, thú có đuôi ha, đó cô chú anh chị mình. Dạ em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh Phúc An Garden nha. Dạ ngày hôm nay thì em về nhà cô chú anh chị ơi. Hôm nay thì em sẽ lên một clip để giao lưu với cả nhà mình ha. Trong đó thì có mai ghép của chú giống siêu bông Sài Gòn nè, siêu bông Bình Lợi nha. Với lại là giảm như ý nha cả nhà. Một vài mã số để giao lưu với cả nhà mình cho vui thôi ha. Hiện tại thì bên vườn em có một số cái phôi vườn của cô chú anh chị. Cái là to luôn ha. Cái này mai mốt em sẽ vô gia chỉnh sửa thành phẩm và sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình sao nha. Hôm nay thì em sẽ giao lưu một số cái mặt hàng gọn gọn nha cô chú anh chị. À, có một số cây phôi hình thú nữa. Dạ mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ giùm em ha. Rồi số điện thoại của em là 0984955952 nha cả nhà. Và sau đó thì em có kết bạn cho Zalo luôn nha. Mã số 1 ngày hôm nay nha cả nhà mình ơi. Dạ hôm nay là ngày 5 tháng 6 nha cả nhà. Mã số 1 là em giao lưu với cả nhà mình là một cái cây dảo như ý ha cô chú mình, dảo như ý ha. Cây này thì em ghép được 2 tháng rồi cả nhà. Đó 2 tháng ha. Thì cái tược của nó, cái bo dài nhất của nó là được cỡ 30 cm nha cô chú mình. Cái này thì em ghép được là 4 mắt bo ha. Và đặc biệt là cái phôi gốc vườn già cô chú nè, nó lên cục luôn ha. Già lắm nha cô chú anh chị mình, phôi gốc vườn ha. Rồi, cái hoành em ở chỗ này là cô chú anh chị 18 đến 19 cm ha. Cái củ này là 20 mấy cô chú, củ này 23 22 ha. Cây này thì nó cao tầm 2 găng tay em thôi, là tầm khoảng chừng 35 cm ăn lên nha cô chú. Đặc biệt được cái này là phôi gốc vườn nên cô chú mình nuôi cây nó sẽ khỏe nha. Nó ok hơn nha. Dạ phôi vườn có nghĩa là phôi trồng đất ở mai ở Bến Tre cô chú anh chị. Thường là mình mua là mình sẽ mua mai ở Long An là nhiều nhất ha. Nhưng mà là cái gốc này nó xuất phát từ Bến Tre nha cô chú anh chị. Đó là ươm hạt á, ươm hạt xong rồi mình nuôi nó tới lớn luôn á, tới bây giờ luôn ha. Cái này tầm khoảng chừng 10 năm hơn rồi cô chú anh chị, nó được như vậy nè ha. Có nhiều cây nó còn nhỏ hơn nữa nhưng mà nó già cây á cô chú. Cái này 10 năm hơn rồi nè. Rồi, củ đế nó ha cô chú anh chị, cũng được được ha. Cũng tạm ổn nha cả nhà. Nói chung là hôm nay thì em sẽ giao lưu cây này với giá cho cô chú anh chị mình siêu tầm cũng được được ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú mình á, em giao lưu giá 900 ha. Em bao ship cho mình nha cô chú anh chị. Tại này phôi vườn ha, mà cô chú mình nhìn cây nè, nó già cây nó sần sùi luôn nha. 900 ngàn cho cây dảo như ý này ha cô chú. Nếu mà mình được thì mình ủng hộ giùm bên vườn của em nha. Rồi, mã này mã số 1 luôn ạ. Dạ, em lên mã số 2 luôn cả nhà mình, là một cây dảo như ý luôn ha. Cây này đặc biệt là quá rồi, cái bo nó già cô chú, nó phượt ha. Cái này về là mình ghép được liền nha cả nhà. Cái này về mình lấy bo mình ghép được liền ha. Cây này em ghép 3 mắt bo nha cô chú anh chị mình. 3 mắt bo giùm em nha. Cây xum xuê quá trời luôn ha, dảo như ý luôn ạ. Cái đường lắc thân nó đẹp nha cô chú anh chị nè. Cái co lắc của nó nè. Trời ơi, nó quá vô cùng luôn ha. Thay cô chú anh chị mình nha. Rồi dảo như ý giùm em luôn ha. Cây này củ đế cũng khá nha. Cái hoành của nó tầm khoảng chừng 11-12 cm nha cả nhà. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 600 nha. Em bao ship đến nơi cho cả nhà mình luôn nha. Cái này cô chú mình về lấy giùm em tầm khoảng chừng 20 bo ăn lên nha cô chú anh chị. Cây dảo như ý này 600 em bao ship luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã số 3 ha cô chú anh chị. Một cây siêu bông Bình Lợi luôn nha. Cây này thì em vô cái hồng đường cô chú. Cây này tương đương với cái chậu 20-22 cm ha. Siêu bông Bình Lợi luôn. Cây này nó quái nha cô chú anh chị mình. Cô chú mình nhìn ha, cây cực kỳ quái luôn ha. Cái này ghép được 2 mắt bo ha cô chú anh chị. Em ghép 2 mắt bo nha. Cái này có vô dây cho mình rồi nè cô chú. Bo phượt lên rất là nhiều luôn. Nếu mà cô chú mình cần sưu tầm bo thì cái này lấy cũng được cỡ 20 bo ha. Còn nếu mà mình không có lấy bo thì mình về mình có thể là mình cắt ngắn lại, mình đôn lại cho cây tết này xum xê rồi mình thay dùm em cái chậu nữa là mình chơi tết ha cô chú anh chị. Cái này cái thùng này cô chú mình về mình nuôi tầm khoảng chừng 3-4 tháng nữa mình sẽ thay chậu nha. Về mình thay luôn cũng được cô chú, nhưng mà cái này em cũng mới thay thôi cả nhà. Mới thay tầm khoảng chừng 2 tháng thôi cô chú mình ha. Thay 2 tháng cho cây ổn định xong rồi em ghép nè. Đây cô chú anh chị mình. Cây khá ok ha. Cái thời gian thay cho nó ổn định là 2 tháng nha cô chú anh chị. Còn cái thời gian ghép của cái phôi này ha, cũng tầm khoảng chừng 2 tháng rưỡi nữa nha. Tổng cộng là được 4 tháng rưỡi nha cả nhà. Mà cái mắt ghép này là được 2 tháng rưỡi nha. Còn cái cây này là vô trong đây là được 4 tháng rưỡi ha. Nói chung nó cũng ổn rồi cô chú. Nhưng mà cái dạng cái rễ nó chưa ăn hết bầu á. Nó ăn tầm khoảng chừng 1/3 đến 1/2 bầu ha cô chú.
Dạ cây này siêu bông bình lợi ha. Cây này cái hoành của nó ngay chỗ này cô chú ha. Cái hoành nó là 10 cm nha, 10 đến 11 cm này cô chú. Nó rất là khéo nha. Cái này nó có cái eo đẹp nè. Cây này cao á thì là hơn 2 gang tay em tính cho mình 40 thôi cả nhà, tay ngang là 35 40 luôn ha. Rồi, với cây siêu bông bình lợi quái này ha, em giao lưu cả nhà mình giá là 500.000 ha. Em bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn nha. Cả nhà mình có nhu cầu thì mình alo giùm em ha. Rồi tiếp theo mã số 4 luôn cô chú mình, em lên cái một vài phôi ha. Rồi em có một cái phôi hình thú mini nè cô chú anh chị. Đi là em xếp chậu cho mình luôn ha. Cây nó đang lên như thế này rồi cô chú anh chị mình về ghép được luôn ha. Siêu cái này là tính nó là siêu thú mini. Cái này ra chân hết cô chú. Có chân nè, đầy đủ hết cho mình luôn nha. Hình thú luôn ạ. Đang lên như cái tược non nè. Cái này về cô chú mình ghép được ha. Rồi, cây thú này ha. Nè cô chú. Nó cao tầm khoảng chừng 17 cm thôi nha cả nhà mình ha. Đây, cái chân nè, có đủ chân luôn ha. Cây cũng duyên nha cả nhà. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú mình giá là 450 nha. Dạ em bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn nha. Phôi hình thú nha cả nhà ơi. Cây này hoành tầm khoảng chừng 13 đến 14 cm nha cả nhà. Rồi cô chú mình tham khảo em mã này nha. Mã này là mã số 4 nha cô chú anh chị. 450 em bao ship luôn một con thú nha cả nhà. Tiếp theo là mã số 5 á cô chú anh chị mình. Mã số 5 giao lưu với cô chú anh chị mình một cái phôi hình thú nha cả nhà. Cái phôi này là hoành 22 cô chú anh chị ơi. Thì hiện tại là nó nằm trong chậu ngang vậy là 3,5 nha cô chú anh chị ha. Xuống vậy là hơn 20 cm xíu ha. Đó phôi hình thú nha cả nhà. Cây này thì nó lên tược hết trơn rồi cô chú ha. Cái này là em sẽ ship nguyên chậu cho cả nhà mình về mình ghép luôn nha. Dạ, phôi hình thú nha cả nhà. Đó, hoành 22 luôn ạ. Tổng cụ đế của nó là 45 nha cô chú. Em đã có trì hao cho mình rồi ha. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình, nó giá là 1,1 triệu nha. Dạ em bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây khá khá cô chú anh chị nè. Cô chú mình nhìn ha. Cây khá dễ thương luôn nha. Cái này về mình ghép được liền nha cô chú ơi. Rồi, mình thích thì mình alo giùm em hết cô chú anh chị. Mã này mã số 5 ạ. Rồi, mã số 6 luôn cô chú mình. Em giao lưu với cô chú mình ha. Là một cây phôi hết cô chú anh chị. Phôi hình thú nha. Phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Cái này mai vàng nè. Thú có chân rõ nét cho mình luôn ha. Cây này hoành 23 cô chú. Cái đường eo của nó nha. Cái đường eo là em đo được nó là 21 nha cả nhà ơi. Thú nè. Đây cô chú mình ơi. Nè, thú có đuôi ha. Đó cô chú anh chị mình. Cái bề này thì nó đẹp hơn nè ha. Nói chung là bề nhìn mình rõ nha chú. Rõ đuôi ha. Thú luôn ha, nhìn nó cũng duyên duyên đó cô chú anh chị. Nó khéo ở chỗ là nó có cái đuôi nè cô chú nhìn nè, rất là khéo cho cái đuôi luôn ha. Thôi hình thú luôn nha cả nhà. Rồi cây này ha, nó cao 20 cm cô chú, tổng cụ đế của nó là 72 nha, đường kính bầu là 35 ạ. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1,9 triệu nè, em bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn nha cô chú ơi. Đây hình thú à, thôi hình thú nha cả nhà. Nó cưng quá nè cô chú. Cái đuôi nó ha, nhìn khéo ghê cả nhà ha. Nhìn ra thú ha. Rồi, mã này mã số 6 giùm em nha cô chú mình ơi. Mã số tiếp theo là mã số 7 luôn ha cả nhà mình ơi. Mã số 7 là một phôi luôn ha cô chú anh chị. Phôi này khá là quái luôn nha. Cái này em vô chậu rồi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ, hoành của nó là 19 nha cô chú anh chị. Rồi, tổng củ đế của nó là 57 ha. Đây cô chú ha. Một cái phôi cho mình ha. Em nó thấy nó lú được ít một nè cô chú anh chị. Cái này là mình về mình ghép được cái cô chú. Này về cho nó tỉnh tỉnh vài bữa cái mình ghép được ha. Cái này là cô chú anh chị mình ơi, em đi là em đi luôn cái chậu về cho cô chú mình ha. Cái này là phôi vườn nha cô chú, phôi mai vườn ha. Thân nó khá là quái luôn nha cả nhà mình. Nè cô chú mình nhìn ha, nó quái ha. Cái này cô chú mình có thể là mình ghép á, những cái này rồi mình đánh vòng qua vậy, hoặc là mình đánh đổ xuống, hoặc là mình bánh bay ra cũng đẹp hết cô chú anh chị. Cây này em thấy khá là duyên, khá là quái luôn nha. Rồi, cái mã này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 1 triệu nha. Dạ em bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái này là em đi luôn chậu nha cô chú.